Vừa qua thì tập 11 của Love Next Door đã có nhiều tình tiết bất ngờ dẫn đến rating tập phim có sự tăng nhẹ và ổn định hơn. Cụ thể tập phim đã thu về 1,5 triệu lượt xem cùng thời điểm và nâng tỷ số phần trăm rating lên xấp xỉ 6% ở quốc tế và 6,5% tại khu vực. Tập phim vừa qua đã nhận về nhiều phản hồi tích cực của khán giả khi khai thác vào sâu bên trong tâm lý của Seung-ho và biến cố gia đình của anh. Trước đó thì Seung-ho đã từng có những biểu hiện thất vọng về gia đình của mình. Anh luôn nhớ mãi hình ảnh bố mẹ cãi nhau và đau lòng hơn khi vô tình nghe được bản thân chính là gánh nặng, cản chân phát triển sự nghiệp của mẹ. Hae-suk, mẹ của Seung-ho đã lỡ lời thốt ra câu nói ấy ngay khi Seung-ho còn quá nhỏ và vô tư trước biến cố của gia đình. Cho đến mãi về sau, Seung-ho vẫn luôn đau đáu và mong ước gia đình sẽ hòa thuận và vui vẻ như ở nhà Seok-ryu. Ở tập này thì Seok-ryu đã giúp Seung-ho vượt qua nỗi đau bằng việc an ủi và cố tìm cho được bức ảnh hạnh phúc của gia đình Seung-ho. Cao trào nhất của tập phim lần này có lẽ là sự rời đi của Hae-suk khiến mọi người hoang mang. Bà vừa là người mẹ đáng thương nhưng cũng thật đáng trách. Ở sâu trong tâm khảm của bà luôn có sự tôn trọng và đề cao danh dự. Vì thế bà không để cho ai biết bà sắp phải về hưu sớm để cho mọi việc đi đến hiểu lầm không đáng có và chính bà tự rơi vào bế tắc. Nhưng sau cùng nhờ vào tình yêu sự thấu hiểu mà cả gia đình đã tìm thấy bà. Kết lại tập phim chắc chắn là điều mà netizen mong chờ nhất từ trước đến nay. Cặp đôi Seung-ho và Seok-ryu đã trao nhau nụ hôn cùng Choi Mi-chi tình tứ. Sau tập phim này, netizen dự đoán tình cảm của họ sẽ đi xa hơn thế nữa và mong họ sớm về bên nhau. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ Top Sao Hàn. Mọi ý kiến đóng góp mời các bạn để lại ở phần bình luận dưới video này để chúng mình có thể kịp thời trả lời nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.